tại lễ biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2024 vừa diễn ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Hà Nội. Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số bất động sản Make Group đã vượt qua nhiều hồ sơ của các doanh nghiệp tiêu biểu khác và xuất sắc lọt top tổ chức doanh nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0. Make Group gây ấn tượng bởi sự năng động và linh hoạt, mang đến nhiều giải pháp thông minh, thiết thực trong việc đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ số, đổi mới mô hình kinh doanh và đóng góp nhiều giá trị khác biệt cho phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Đây là sự nỗ lực chung của doanh nghiệp cùng phối hợp với nhân dân và với các bộ ban ngành. Và rất là mong thời gian tới thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ ủng hộ, hỗ trợ nhiều hơn để Make Group để có thể đạt được mục tiêu lớn hơn. Tiêu chí đánh giá và xếp hạng của E4.0 Awards năm nay rất khắt khe. Cụ thể, các doanh nghiệp phải được thành tựu nổi bật khi ứng dụng các tiến bộ của nền công nghiệp 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng được chiến lược phát triển theo hướng đầu tư khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, mức độ và hiệu quả đầu tư vào đổi mới sáng tạo cao, có chiến lược phát triển doanh nghiệp toàn diện theo hướng áp dụng công nghệ thông minh, xây dựng nền tảng công nghiệp 4.0 và hệ sinh thái chuyển đổi số. Từ đó có thể thấy, nếu không có nhiều lợi thế và sức hút, thì Make Group sẽ không thể vượt qua nhiều đối thủ, vượt qua nhiều vòng đánh giá nghiêm ngặt từ hội đồng chuyên môn để ấm liền hai giải thưởng quan trọng. Trong suốt thời gian qua, đồng hành cùng với các chương trình chuyển đổi số quốc gia, Make Group rất là tự tin với bộ giải pháp công nghệ tổng thể dành cho lĩnh vực bất động sản. Điều đấy có nghĩa là chúng tôi cũng đã có rất nhiều năm nghiên cứu cùng với đội ngũ chuyên gia công nghệ để đưa ra những cái giải pháp thiết thực, hiệu quả để xử lý rất nhiều nỗi đau. Các bài toán về quy hoạch tổng thể, các bài toán về định giá bất động sản, các bài toán về làm sao để truyền thông quảng cáo hiệu quả cho các chủ đầu tư, cho các nhà môi giới, thì từ những cái điều đó mà giúp chúng tôi tiên phong trong lĩnh vực này với một bộ giải pháp công nghệ tổng thể chứ không chỉ là những sản phẩm riêng lẻ. Và chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ ngày càng phát triển thành công hơn nữa và giúp cho cuộc chuyển đổi số thành công hiệu quả hơn. Make Group là doanh nghiệp tiên phong với hệ sinh thái PropTech, công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm chuyển đổi số với bộ giải pháp công nghệ tổng thể an toàn và thông minh. Mục tiêu của Make Group là giúp khách hàng, cộng đồng bất động sản thanh khoản nhanh, ứng dụng PropTech để chuyển đổi số hiệu quả, xử lý được nhiều nỗi đau hiện tại của thị trường và xu hướng chuyển đổi số là tất yếu. Make Group bám sát theo định hướng của chính phủ, đồng hành cùng chương trình chuyển đổi số quốc gia, xã hội số, công dân số,